tức là quốc gia của các anh chị phải là quốc gia tự do, phải có tam quyền phân lập, và đó là phải là một cái thể chế mà các anh chị có thể chọn được cái người đứng đầu. Tôi thấy rất là nhiều người khen Thái Anh Văn, nhiều người khen Zelensky trong cái cuộc chiến đối đầu với hai thằng đại bá gọi là hung hăng nhất Nga và Tàu bây giờ. Thì thưa các anh chị, để có được Thái Anh Văn thì người Đài Loan họ có một cái quốc hội đa đảng, họ có một thể thức bầu cử tự do thì chứ không phải đảng cử dân bầu nha. Và thậm chí nếu các anh chị tìm hiểu về Đài Loan, các anh chị sẽ thấy họ còn phải chiến đấu để chống lại cái tư tưởng mà quân phiệt chủ nghĩa của Tưởng Giới Thạch và Quốc dân đảng ở đó nữa. Tại vì sau khi Đài Loan mà bị đánh bại bởi cộng sản, họ chạy ra cái hòn đảo bây giờ đó để họ lập quốc á, tên của họ là Trung Hoa Dân Quốc á. Chúng ta kêu Đài Loan rất là quen thôi. Thì khi đó Tưởng Giới Thạch là người lãnh đạo và quân đội của Tưởng Giới Thạch ra đó, họ áp dụng cái biện pháp cứng rắn ở trên cái quần đảo đó, nó mang tính quân phiệt chủ nghĩa. Thì đảng của Tưởng Giới Thạch là quốc dân đảng, họ mới giữ cái đường lối quân phiệt chủ nghĩa đó kéo dài mãi tới sau này. Rất là nhiều đảng khác không có ngóc đầu lên nổi, thậm chí họ diệt những cái đảng nhỏ luôn. Thì người dân họ phải từng bước thức tỉnh lẫn nhau, họ phải rỉ tai truyền miệng. Cái nhóm của bà Thái Anh Văn đó, tôi kể cho các bạn trẻ kể hoài để cho các bạn trẻ nhớ, cái nhóm ban đầu đó, cái đảng đó gọi là đảng dân tiến đó, là họ chỉ có 12 người thôi, 12 người thôi nghe các anh chị. Nhưng mà họ biết rằng cái con đường quân phiệt chủ nghĩa là sai, họ biết rằng cái con đường của quốc dân đảng là sai, họ biết á là cái con đường mà đàm phán để mà quay trở về với đại lục á, tức là gọi là đại lục và Đài Loan một nhà, cái con đường đó các anh chị nghe quen quen không là con đường nó sai. Tôi ước gì Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa có 12 người như vậy, và chỉ ra cho Việt Nam Cộng Hòa thấy con đường mà Nam Bắc một nhà là sai, cái con đường mà đàm phán để quay lại Nam Bắc một nhà là sai. Và thành ra cái 12 người đó mới nói cho người dân Đài Loan họ thức tỉnh, thì họ dùng lá phiếu cũng hơn là Đài Loan giống Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa là có bầu cử tự do, chứ không phải như Việt Nam bây giờ, Việt Nam xã hội chủ nghĩa không có bầu cử tự do. Thì khi đi bầu cử người Đài Loan họ mới chọn đảng dân tiến lên lãnh đạo, lần đầu tiên đảng dân tiến đánh bại quốc dân đảng, đánh bại tất cả các đảng khác. Mà quốc dân đảng nó giống như đảng cộng sản ở Việt Nam vậy đó, nó khác cái là nó không độc quyền lãnh đạo thôi, chứ nó là cái đảng mà quang vinh muôn năm, đạp lên sát thù, bách chiến bách thắng. Các anh chị đụng tới nó giống như đụng tới Hồ Chí Minh ở Việt Nam vậy đó. Đụng tới Tưởng Giới Thạch y như đụng tới Hồ Chí Minh ở Việt Nam vậy. Tôi nói gì các anh chị em tin qua Đài Loan hỏi. Nhưng mà đảng dân tiến bằng cái cách rỉ tai và truyền miệng, nó đánh thức người dân, đánh thức giới trẻ, nó bầu đảng dân tiến không bầu cho quốc dân đảng. Lần đầu tiên trong lịch sử Đài Loan được lập quốc bởi quốc dân đảng, nhưng mà quốc dân đảng rớt, tới bây giờ vẫn rớt. Thì nó mới có là Thái Anh Văn, nó có lãnh đạo từ đảng dân tiến là lãnh đạo, cái đường lối người ta khác hoàn toàn. Tao không thích quay về với đại lục, tao thích tao là một quốc gia độc lập, tao thích lập quốc bởi cái tinh thần và bởi cái sức mạnh riêng của tao. Thì từ đó nó mới có một thế hệ người dân Đài Loan họ yêu nước Đài Loan, họ nói họ là dân Taiwan, họ nói họ không phải là dân Chinese. Nó có khác biệt rất là quan trọng, nó tạo ra Đài Loan ngày hôm nay đó. Thì để cho các anh chị thấy cái mà tiền đề mà anh Cao Thái Hải đưa ra là nó rất quan trọng cho một quốc gia để giữ được cái sự tự cường. Các anh chị đó là phải có một thể chế tự do, và cái thể chế đó, nó phải bảo đảm được cái quyền tự do chánh trị của người dân, tức là các anh chị phải có quyền chọn đảng nào hay là nhân vật lãnh đạo nào mà thích hợp nhất cho đất nước của mình, thì nó mới đẻ ra được Thái Anh Văn, đẻ được Zelensky. Ukraine cũng vậy hay các anh chị, nó cũng là thể chế đa đảng bầu cử tự do. Nhưng mà câu chuyện đó nó cũng không không phải là quyết định hết tất cả. Thì các anh chị nhìn tới Ukraine các anh chị thấy rồi, thì anh Hải cũng thấy rồi, nó có quốc hội đa đảng, nó có tam quyền phân lập, nhưng rồi nó cũng vẫn bị đánh, nó vẫn bị xâm lược. Người dân Ukraine rất là giỏi, nó có rất là nhiều công nghệ, thậm chí nó giỏi đến độ nó có hàng không mẫu hạm nó đem bán mẹ trong tàu luôn có chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất nó bán mẹ. Bởi vì tôi có nhiều câu hỏi cho Ukraine lắm, thưa quý vị Ukraine này nó cũng nhiều dấu chấm hỏi lắm, tức là giống như Mỹ, nó có nhiều loại Mỹ lắm, nó có Mỹ Cộng Hòa, Mỹ Dân Chủ, rồi nó có Mỹ gọi là Mỹ Nam Mỹ nữa, có ba loại Mỹ. Thì Ukraine nó cũng sẽ có Ukraine nào, các anh chị phải hỏi Ukraine nào, nó có loại Ukraine nó chơi với tàu nha. Nhưng mà dù gì thì nó cũng có tam quyền phân lập, nó có đa đảng, nhưng mà rồi nó vẫn bị xâm lược. Thì điều đó tôi không phủ nhận cái tiền đề mà anh Cao Thái Hải đưa ra, nhưng mà tôi cho rằng một thể chế chính trị tốt nó làm cho đất nước của các anh chị tự cường, nhưng mà chưa đủ để chống lại các quốc gia mà nó muốn xâm lược các anh chị. Việt Nam Cộng Hòa xưa cũng có tam quyền phân lập, cũng có đa đảng, nhưng mà rồi chúng ta cũng bị xâm lược gần nửa thế kỷ rồi. Vậy chúng ta cần phải có những điều kiện khác. Tôi muốn nghe ý kiến của anh Đạo.